Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự ngày hội đại đoàn kết tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn. Thanh Hóa còn hơn 11.370 vụ vi phạm xây dựng. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Chiều nay, ngày 18 tháng 11, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã về dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân thôn Chợ Dùn, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn. Cùng dự ngày hội có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đông đảo bà con nhân dân thôn Chợ Dùn, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn. Chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và bà con nhân dân thôn Chợ Rùn, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Đông Sơn và xã Đông Khê nói riêng. Chúc mừng và bày tỏ ấn tượng đối với những thay đổi ngày càng tích cực trong đời sống, sản xuất của bà con nhân dân thôn Chợ Rùn. Năm 2020, thôn Chợ Rùn, xã Đông Khê được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 81%, không còn hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng một người một năm. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn cán bộ và bà con nhân dân thôn Chợ Rùn, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn tiếp tục chung sức đồng lòng, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Động viên giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách để cùng vươn lên trong cuộc sống. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quan tâm chăm lo, giải quyết ngày càng tốt hơn những vấn đề đảm bảo an sinh xã hội và đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Chú trọng quan tâm phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân, tăng cường đoàn kết thống nhất giữa ý đảng lòng dân trong phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trao quà cho cán bộ và nhân dân thôn Chợ Rùn, trao quà cho các hộ gia đình chính sách huyện Đông Sơn. Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trao cho cán bộ và nhân dân thôn Chợ Rùn bức ảnh Bác Hồ bắt tay Bác Tôn, biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết, và trao quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đông Sơn. Sáng nay, ngày 18 tháng 11, Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện. Trọng tâm là cuộc vận động người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, trung tâm là cuộc vận động người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện. Nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đã có nhiều chuyển biến, bước đầu đã xây dựng được một số mô hình điển hình tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Kết quả xây dựng khu dân cư, cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa kiểu mẫu đều vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội thành phố và tỉnh giao. Tuy nhiên, tại một số địa phương, việc tổ chức thực hiện còn hình thức, chưa có chuyển biến rõ nét. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy thành phố Thanh Hóa Lê Anh Xuân yêu cầu trong thời gian tới, các phòng ban, cấp ủy chính quyền các phường xã cần xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện cuộc vận động, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan đơn vị mình, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện. Nhân dịp này, 39 tập thể và 39 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện đã được lãnh đạo thành phố Thanh Hóa biểu dương, khen thưởng. Hôm nay ngày 18 tháng 11 tại Thanh Hóa, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường kỹ năng bán các sản phẩm OCOP qua phương tiện số và diễn đàn chuyển đổi số trong truyền thông quảng bá sản phẩm OCOP cho thanh niên nông thôn năm 2023. Tại chương trình, các cán bộ đoàn viên thanh niên đã được đại diện TikTok Việt Nam chia sẻ các kỹ năng, thông tin và hướng dẫn các phương pháp bán hàng trên TikTok Shop. Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ đoàn viên thanh niên cũng được các nhà bán hàng uy tín trên TikTok Shop, các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng livestream trực tiếp, hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm OCOP tại địa phương thực hành kỹ năng bán hàng trực tuyến. Chương trình là cơ hội cho các chủ thể doanh nghiệp trao đổi về những nội dung cần thiết để phát triển, tiêu thụ nông sản trên các nền tảng số, định hướng tư duy và khai thác tiềm năng kinh tế số để nâng cao hiệu quả trong xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP.
Từ tháng 5 năm 2023 đến nay, Trung ương đoàn đã tổ chức chuỗi hoạt động thúc đẩy khai thác tiềm năng kinh tế số từ tài nguyên bản địa tại nhiều địa phương trong cả nước. Các chương trình đồng loạt triển khai nhiều kênh livestream cùng lúc để quảng bá sản phẩm OCOP gắn với đăng tải các clip ngắn của nhà sáng tạo nội dung, quảng bá về các địa điểm du lịch của địa phương. Thời gian tới, Trung ương đoàn sẽ tiếp tục đồng hành với các tỉnh, thành đoàn, đơn vị liên quan, tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu hơn nữa, trong đó có nội dung chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Trường Tiểu học Trung học Cơ sở Nguyễn Xuân Nguyên, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương đã long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập 1963-2023. Trường Tiểu học Trung học Cơ sở Nguyễn Xuân Nguyên, tiền thân là trường cấp 1, cấp 2 Quảng Giao, được thành lập vào năm 1963. 60 năm qua, các thế hệ giáo viên của nhà trường đã ươm mầm tương lai cho gần 4.000 học sinh trưởng thành. Nhiều học sinh đã trở thành giáo sư, tiến sĩ, sĩ quan quân đội, nhà khoa học, nhà thơ, nhà văn, nhà giáo, nhà quản lý xuất sắc. Hiện nay, nhà trường có 47 cán bộ giáo viên với gần 900 học sinh. Những năm gần đây, trường luôn xếp trong nhóm dẫn đầu của huyện Quảng Xương. Nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh đầu vào trung học phổ thông đạt trên 90%. Năm học 2019-2020, nhà trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Phát huy những thành tích đã đạt được, Trường Tiểu học Trung học Cơ sở Nguyễn Xuân Nguyên quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, tiếp tục khẳng định vị thế, phấn đấu trở thành điểm sáng của ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Xương. Sáng ngày 18 tháng 11, tại Trường Trung học Cơ sở Định Công, huyện Yên Định, đại diện lãnh đạo tập đoàn Central Retail Việt Nam, trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Thanh Hóa và thương hiệu máy tính HP đã trao tặng 10 máy tính xách tay trị giá 150 triệu đồng cho nhà trường. Số máy tính này được trang bị cho phòng tin học, bổ sung cho thiết bị cơ sở vật chất cho nhà trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời mang đến cho các em học sinh một không gian học tập hiện đại, giúp các em có cơ hội tiếp cận công nghệ, tìm kiếm kiến thức mới từ Internet. Được biết, thời gian qua, tập đoàn Central Retail Việt Nam đã thực hiện tài trợ dự án Trao yêu thương gắn kết nối, trao tặng phòng tin học cho 5 điểm trường có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền Tây, miền Trung và miền Bắc với tổng giá trị 600 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa không chỉ góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các nhà trường mà còn trao gửi yêu thương, tạo động lực niềm tin, giúp các em học sinh ở những nơi còn gặp nhiều khó khăn vươn lên trong học tập. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn tồn tại hơn 11.370 vụ vi phạm xây dựng các công trình trái phép trên diện tích gần 155.000 hectare đất nông nghiệp, nhưng chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm. Trong đó, có 9.763 hộ gia đình cá nhân xây dựng công trình trái phép trên diện tích hơn 124.000 hectare đất, 94 tổ chức vi phạm xây dựng công trình trái phép trên 7.500 hectare đất và 1.517 các tổ chức cá nhân xây dựng công trình trái phép trên diện tích gần 23.000 hectare đất nông nghiệp đã giao cho các công ty nông lâm nghiệp, các ban quản lý rừng phòng hộ. Tình trạng trên có nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều người dân lợi dụng chủ trương đổi ruộng đất qua các thời kỳ nhằm tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình không phép trên đất nông nghiệp hoặc mở rộng diện tích san lấp mặt bằng, cơi nới diện tích xây dựng nhà ở. Trong khi đó, công tác quản lý đất đai xây dựng ở một số địa phương đơn vị còn yếu, thiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm. Bà con thì có lợi dụng quy hoạch thì trước đây khu đất chuyển đổi để làm nhà nhỏ trông coi thì nay lại lợi dụng muốn làm nhà lớn và cũng có biểu hiện xây dựng trên các một số cái công trình nhỏ vi phạm. Mục đích là bà con cũng nắm có thể là để trục lợi sau này là chính sách đền bù của nhà nước. Đấy, hai là có những cái mà hệ thống hạ tầng của xã trên đường nội đồng, đường các cái khu vực bên chuyển đổi thì đã được đầu tư xây dựng nên là nó cũng là một cái tiềm ẩn để cho bà con lợi dụng vào đó để xây dựng. Để chấn chỉnh khắc phục và giải quyết những vi phạm này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn đối với từng trường hợp theo mốc thời gian cụ thể. Điều cần làm hiện nay là sự vào cuộc trách nhiệm hơn nữa từ phía chính quyền địa phương nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và đặc biệt là hạn chế tối đa vi phạm mới phát sinh. Bản tin thời sự cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.